Kính thưa quý vị và các bạn, trong cái chương trình tâm sự nghề luật sư thì tôi cũng muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái câu chuyện mà bất cứ anh chị em luật sư đều có những cái trăn trở giống tôi, đó là thắng thua ở tòa. Quý vị biết không, làm luật sư á, ai cũng muốn thắng đó. Tôi thì tôi cũng muốn thắng, anh luật sư đồng nghiệp thì cũng muốn thắng. Hai anh tham gia một cái phiên thắng, dĩ nhiên trong một cái việc tranh chấp ở tòa thì phải có người thắng và phải có người thua. Lý do tại sao hôm nay tôi làm một cái video này, thắng thua ở tòa, quý vị và các bạn biết không? Hôm tuần rồi tôi đi một cái vụ kiện là tranh chấp hợp đồng vay tiền. Bên tôi là người vay. Trong cái hợp đồng đó là hợp đồng công chứng. Trong đó nguyên đơn cho bị đơn vay một cái số tiền có lãi suất. Hết thời hạn hợp đồng, nguyên đơn khởi kiện. Và bị đơn không có khả năng trả, cho nên tòa tuyên buộc bị đơn phải có nghĩa vụ trả cho nguyên đơn số tiền gốc, số tiền lãi. Nhiều lắm quý vị và các bạn. Tôi là người trực tiếp quản lý tài sản của ba mẹ để lại. Tôi đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất toàn bộ rồi, 1.000 m² rồi của ba mẹ để lại. Tuy nhiên rằng là nhà tôi không phải một người, mà nhà tôi những 4 người. Cho nên mấy anh chị kiện tôi, yêu cầu tôi phải có nghĩa vụ trả lại cho anh, mỗi một anh chị là 1/4 tài sản của ba mẹ. Khi tôi kiện, tâm lý của tôi, khi người ta kiện, người ta tâm lý là người ta yêu cầu chia di sản thừa kế. Tôi là bị đơn, tôi đến tòa, tôi cũng muốn không bị mất một tấc đất nào hết. Nay sốt đất, tôi đặt cọc, tôi mua miếng đất. Tại thời điểm đặt cọc, tôi đặt cọc là 400 triệu, mua miếng đất 1 tỷ. Giờ miếng đất nó lên 2 tỷ. Mà bây giờ người mà bán đất cho tôi, thôi giờ trả lại cho chị thu 400, chắc chắn nó tôi không đồng ý rồi. Phạt cọc thì họ không đồng ý. Ra tòa ai giữ cái quan điểm? Nếu tôi đi kiện cái ông bán đất, tôi nói nè anh ơi, ở đó tôi đặt cọc cho anh 400 nè, giờ trên nguyên tắc của 1 đền 2, quy định của bộ luật dân sự, nếu trong trường hợp không mua thì mất cọc, không bán thì bồi thường gấp đôi số tiền đặt cọc nếu mà không có thỏa thuận khác. Mà giờ ông lấy ông bán cho người khác, ông trả tiền tôi. Ông nói ông chỉ trả cho tôi đủ số tiền 400 cộng với lãi suất. Tôi không đồng ý. Vì tòa biết bây giờ là giá đất nó lên một gấp đôi rồi. Đúng ra là bây giờ ông phải trả cho tôi 800. Và tòa tuyên tôi thua, bên kia thắng. Thưa quý vị và các bạn, cái tâm trạng đan xen giữa thắng thì rất là vui, và thua thì là người mệt mỏi. Tôi cũng có một cái thời gian hành nghề hơn 10 năm. Tôi hiểu được cái cảm giác thắng vui cùng với đương sự. Tôi cũng hiểu cảm giác thua trong cay đắng. Quý vị và các bạn biết không, mình là con người mà,
có những vụ kiện ngày mai đến tòa. Và trong cái ý thức của mình rằng vụ kiện này mệt mỏi, nhưng phải vượt qua chính mình để đến, để chiến đấu. Ở đây tôi không đặt cái vấn đề thắng là do khách quan, do chủ quan. Tôi chỉ nói vấn đề đương sự, các nguyên đơn, các bị đơn, các ông, các bà, các anh, các chị đi tham dự cuộc kiện. Kiện dài lắm. Ngoại trừ những trường hợp liên hôn, ngoại trừ một số cái thỏa thuận, thì trung bình một cái vụ kiện nó phải kéo dài từ trên một năm. Nếu tranh chấp về đất động sản phải đo vẽ, phải định giá, còn lại hỏi cái công văn của nơi A nè, hỏi công văn nơi B nè, chờ cái kiểm tra nội nghiệp của bạn vẽ nhiều lắm. Và cái sự chờ đợi, rõ ràng cái kết quả cái cuộc chờ đợi đó là thua. Mệt mỏi chứ. Tôi có một cái khách hàng, họ nhờ tôi trong hai vụ việc ở hai thái cực khác nhau. Một phiên tòa thắng rất là vui, đưa ra những nhận định A, B, C, C, D gì đó, và kể lại những cái câu chuyện ngay cái tại phiên tòa. Lại cũng khách hàng đó, trong một cái vụ kiện khác lại là thua. Thì cái thái độ của họ trùng xuống, biết làm sao được quý vị và các bạn. Một cái kết quả xét xử thắng, một cái kết quả xét xử thua, đó là do cái tính chất, cái chứng cứ trong hồ sơ vụ kiện và rất nhiều yếu tố tổng hòa mà chỉ có một số luật sư, thẩm phán chuyên nghiệp, có kỹ năng, có uy tín thì mới nhìn nhận được cái phán quyết này là thắng hay cái chứng cứ như vậy là thua. Nói thì vui vậy thôi, chứ có những cái chứng cứ tôi thì nhìn nhận là thắng đó, nhưng mà thua. Khách hàng của tôi hỏi sao thua chị thua, tôi nói là không biết nữa. Đó là có những cái yếu tố khách quan, quý vị và các bạn. Và còn lại, có thể trong cái nhận định của luật sư và cái nhận định của cái người chủ tọa phiên tòa phán quyết có cái nhìn nhận, một cái quan điểm khác nhau về sự việc, thì họ có quyền tuyên một cái bản án dựa trên những cái quy định của pháp luật. Sẵn đây thì chắc chắn là sau này tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn nhiều hơn nữa những cái quy định của pháp luật, như là thế nào là một bản án, thế nào là quyết định công nhận sự thỏa thuận, rất là nhiều những cái thứ khác. Nhưng vừa quý vị và các bạn biết không, khi một cái anh chị, ông bà thẩm phán, chủ tọa phiên tòa, họ tuyên một cái bản án thắng, tuyên một cái quyết định cho đương sự A, tuyên một bác cái B, chấp nhận đơn kháng cáo, bác đơn kháng cáo, chấp nhận một phần đơn kháng cáo, thì rõ ràng trong cái quy định đó thì thẩm phán đã vận dụng cái quy định của pháp luật. Và nếu như trong trường hợp mình cho rằng
quan điểm tôi đi, tôi muốn thắng quý vị và các bạn ạ. Đương sự của tôi cũng muốn thắng, cái đương sự của anh luật sư kia, anh luật sư có quyền đối lập của tôi, anh cũng muốn thắng, đương sự của anh cũng muốn thắng. Vậy thì ai thua? Dĩ nhiên trong việc tranh chấp thì có người thắng kẻ chiến bại. Thôi thì bây giờ thông qua cái video này, tôi cũng gửi đến quý vị và các bạn, có những quý vị và các bạn đã từng có kinh nghiệm trong chiến trường về việc thắng, cũng có những quý vị và các bạn xem cái video này thì là thua. Thì quý vị và các bạn cũng đừng quá tỏ một cái thái độ tiêu cực, vì tôi cho rằng nếu quý vị và các bạn thua ở một phiên tòa sơ thẩm thì quý vị và các bạn có quyền kháng cáo lên bản án phúc thẩm của tòa án nhân dân tỉnh, hoặc nếu như sơ thẩm ở tòa án nhân dân tỉnh thì kháng cáo lên cấp cao. Trong trường hợp bản án phúc thẩm có hiệu lực và chúng ta chấp nhận những cái đi hai cấp tòa rồi quý vị, thông thường thì có một số khách hàng họ bảo tôi là bây giờ mình thua rồi mình còn đi nữa không? Dạ thưa không, quy định của pháp luật rằng ở Việt Nam có hai cấp xét xử là sơ thẩm và phúc thẩm, tùy theo cái tính chất vụ việc mà tòa án cấp sơ thẩm sẽ thụ lý. Sơ thẩm là tòa án nhân dân quận, huyện hoặc là tòa án nhân dân tỉnh. Còn lại thông thường thì một số, nếu trong trường hợp không có yếu tố nước ngoài thì sơ thẩm là tòa án nhân dân quận, huyện và phúc thẩm là tòa án nhân dân thành phố. Còn nếu trong trường hợp có một yếu tố nước ngoài, một số án điển hình thì tòa án sơ thẩm là tòa án nhân dân cấp tỉnh, thành phố và tòa án nhân dân cấp phúc thẩm là cấp cao. Thưa quý vị và các bạn, một chút biểu tỏ cái tình cảm của người trong nghề về việc phân tích việc thắng trong một phiên tòa tranh tụng. Các bạn cũng đừng quá bội vui mừng, vì trong trường hợp này mình xem những cái chứng cứ, những cái viện dẫn đó như thế nào. Và nếu như trong trường hợp mình thua ở một cái phiên tòa thì quý vị cũng không quá có một cái suy nghĩ tiêu cực để tránh những cái ảnh hưởng hại đến sức khỏe. Và nếu như trong trường hợp cái bản án tuyên ở cái cấp sơ thẩm thì chúng ta còn một cái quyền là quyền kháng cáo lên cấp trên. Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn là trong video có những cái vấn đề mà nó sẽ xung đột giữa luật sư đồng nghiệp, giữa xung đột giữa một số cái cách nhìn khác nhau. Đây là những cái video về tâm sự nghề luật sư của chính bản thân tôi và mang một cái thông điệp là cá nhân. Nếu quý vị và các bạn có những cái quý đồng nghiệp hay các anh chị thẩm phán có những cái luồng ý kiến trái chiều thì xin hãy comment để chúng ta để cùng nhau xây dựng một cái kiến thức pháp luật cho người dân. Cái chủ yếu của cái chương trình Dân ta phải biết luật ta là tôi muốn phân tích cho tất cả những người dân ở Việt Nam hiểu được một phiên tòa, hiểu được từng những điều luật cơ bản nhất của phiên tòa và hiểu được về thái độ, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của những người trong cuộc, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của luật sư. Thưa quý vị và các bạn, tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe những trải nghiệm cho đến phút cuối cùng của video này. Nếu quý vị và các bạn thấy những cái video hay thì quý vị và các bạn có thể bấm cái chuông ở bên, nó như một cái chuông đó, ở bên phía bên cạnh, để chúng ta sẽ tiếp tục được cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, để mà phổ cập cái kiến thức cơ bản nhất của quy định về luật dân sự, luật hình sự, luật hôn nhân gia đình và những trải nghiệm của văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc. Xin trân trọng cảm ơn.